Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Trong các bản tin buổi chiều ngày hôm nay có những cái thông tin rất là mới liên quan đến vụ kiện của nhà số 5. Và một cái thông tin bên lề cũng xin chia sẻ cùng quý vị, đó là con gái nuôi của nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã qua đời. Đó là cô nàng tí hon nhất Việt Nam. Sáng 18 tháng 11 thì Lê Thị Kim Ly, tên thường gọi là Ly Bé Bỏng, 22 tuổi, quê Vĩnh Long, đã ra đi. Thông tin ban đầu là em có dấu hiệu liên quan đến bệnh tim. Trước diễn biến phức tạp thì dù được chăm sóc tích cực nhưng em đã không qua khỏi. Thì bé Ly Bé Bỏng là sống với bà ngoại từ nhỏ, đặc biệt là yêu thích hội họa và thích vẽ nàng tiên cá. Em sở hữu một cái giọng nói rất dễ thương, khuôn mặt xinh đẹp nên được cộng đồng mạng vô cùng yêu mến. Em bé này, Ly Bé Bỏng, đã được nghệ sĩ Kim Tiểu Long nhận là con gái nuôi. Thì cũng có rất nhiều cái dàn nghệ sĩ như là chị Hồng Loan rồi chị Ba Bình Tinh lên gửi những cái lời chia buồn cùng với anh nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Đó là một cái thông tin mà mở đầu trong bản tin ngày hôm nay. Một cái thông tin vui nữa là cũng xin chia sẻ những cái tin mới về chị Ni. Có thể nói là bây giờ câu chuyện pháp lý của chị Hồng Loan đang được các cơ quan chức năng tiếp tục bổ sung hồ sơ giấy tờ. Nói chung là tạm tương đối ổn quý vị. Chỉ cần ngày ra tòa để phán đưa ra phán quyết cuối cùng. Còn bên phía bị Ni đang tiếp tục xử lý những cái kẻ lên xúc phạm, nhục mạ, làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của chị Ni. Một số cái kẻ YouTuber bên phía bên kia phải nhận những cái kết đắng. Tụi nó không phải muốn lộng quyền, muốn nói gì nói ha, muốn nói xấu ai thì nói trên không gian mạng đâu. Và để quý vị hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì ngay sau đây xin mời nghe cái phần chia sẻ của người trong cuộc lên tiếng những cái bước chuẩn bị pháp lý của chị Ni sẽ tiến hành xử lý những cái kẻ mà lên xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của chị Ni và những cái tổ chức tụi nó cấu kết hại chị Ni tại Malaysia. Quý vị xem hết video để hiểu rõ nội dung câu chuyện nha. Là chị Ni bắt đầu khởi động để mà kiện những cái đứa hại chị Ni rồi nha quý chú chị. Thì hiện tại bây giờ đó, cái vấn đề pháp lý của Hồng Loan cũng đã ổn định rồi. Chỉ còn chờ cái ngày phán quyết cuối cùng nữa thôi quý chị. Chính vì cái vấn đề đó mà chị Ni cũng đang gấp rút để mà làm luôn cái vấn đề kiện tụng những cái đứa nào mà dám hại chị Ni cho nó xong một lượt luôn nè. Đúng không ạ? Cho nên đó là bây giờ những cái đứa nào á mà đã từng sờ tay vô chị Ni rồi ha thì chuẩn bị rửa tay đi. Chuyến này có thể là nó rửa luôn cả cái chân luôn chứ phải rửa cái tay không chú chị. Đó. Tại vì biết sao mà người hại không có chết, trời hại mới chết. Chuyến này là trời hại du côn rồi, tụi nó không có còn chạy được nữa đâu. Trong khi đó đó ha, mình điểm danh đầu tiên nhất lại biết không chú chị, là cái thằng Lùng đó, thằng Lùng Xảo Lờ. Cái thằng này á, nó phải đi một khóa để nhà nước giáo dục nó. Chứ còn ở nhà mình nói thiệt của chú chị, cha mẹ nó không bao giờ dạy nó được. Bởi vì nó là cái loại cứng đầu cứng cổ, cái loại mờ giờ thì làm sao mà cha mẹ nó dạy nó được của chú chị. Cho nên là chỉ để cho nhà nước giáo dục nó, nhà nước sẽ dạy cho nó cái cách để nó làm người. Chứ còn bây giờ mình thấy nó không có muốn làm người rồi, nó muốn làm cái con bốn chân. Thì có một cái thông tin, một vị khán giả đã đăng tải như thế này: thông báo với mọi người là vụ án của Ni kiện đã khởi động và Ni đã thuê vệ sĩ bảo vệ rồi nhé. Đó, có nghĩa là khi mà chị Ni quyết định làm cái vấn đề này đó thì chị cũng biết chắc chắn là sẽ va chạm với một số đối tượng và có thể họ sẽ bỏ tiền ra để thuê người tẩm uất chị Ni. Cho nên là chị Ni mới thuê vệ sĩ, đúng không ạ? Và mình biết chắc chắn rằng trong tất cả của chú chị thường theo dõi mình á, ai cũng mong muốn cho tới cái ngày mà thằng Lùng phải trả giá đứng trước vành móng ngựa, đúng không ạ? Tại vì cái thằng này á, nó là một thằng bá dơ, một cái thằng ăn chặn tiền của người nghèo, rồi nó còn chuyên đi bươi móc kiếm chuyện phụ nữ, thì nó còn thua đàn bà, đúng không ạ? Nó còn thua đàn bà. Người ta nói á, phụ nữ, đàn bà, người ta hay bươi móc kiếm chuyện nhau, còn thằng này nó còn thua đàn bà. Tối ngày nó đi gặm váy của đàn bà thì thằng này á, nó phải trả giá cho những cái ngày tháng mà nó đã to mồm gọng họng. Thì không chỉ có bên phía của mình cập nhật thông tin không, mà bên phía của cái bọn hai mang đó nó cũng nắm bắt được một số thông tin. Hôm qua mình có coi một số đứa ở bên coi như là nịnh bợ mấy đứa hai mang đó chứ chị, nó có đăng tải một cái dòng trạng thái như thế này nè:
Ma Cô và Võ Thị Vô Ơn lập vi bằng kiện 11 kênh YouTube dám nói sự thật. À, có nghĩa là nó nói á, mà nó nói móc, nó mỉa. Nó nói là chị Ni với lại chị Hồng Loan á, là lập vi bằng rồi. Kiện 11 kênh YouTube mà dám nói sự thật. Sự thật dữ chưa? À, rồi tiếp tục có nói gì nè. Ma Cô ăn cà ri 14 ngày ở Mã Lai. Tờ lờ, tờ tờ cờ. Nói chung là nó viết tắt những cái tên kênh YouTube nha. Thì trong đó đó, có một cái con là cái con bằng lăng tím đó quý chị. Đó, cái con này nè. Nó trả lời như thế này. Có người nói là, ủa, thì chị Ni làm gì mà có tội? À, chị Ni, ai tố chị Ni mà chị Ni bị bắt rồi này kia đó. Thì nó trả lời như vậy. Nó nói là, Ma Cô có tội thì bị bắt, chứ ai hại nó? À, nó không có tội, rồi người ta hại được không? Xàm để lùa bò thôi, kiện người ta sao mà mình đi tò thiệt. Đó, có nghĩa là nó đang binh vực mà, nó đang coi như là nói phần phải mà. Thì bây giờ mày muốn biết á, tao nói trước tiên như thế này. Mày nói rằng á, là chị Ni và Hồng Loan đã lập 11 cái vi bằng để mà kiện những cái đứa mà dám nói ra sự thật, đúng không? Thì nếu mà theo như mày nói á, là sự thật đó, thì tụi nó không cần phải lo sợ gì hết. Bởi vì tụi nó nói đúng sự thật rồi, cho nên đâu cần phải lo sợ. Nhưng mà có một cái á, nếu như mà đưa lên cơ quan chức năng mà người ta hỏi á, là mày nói vậy đó, mày có bằng chứng hay không? Rồi cái thứ hai nữa là mày dựa vào chỗ nào mà mày lấy cái quyền gì nữa mà mày chửi con người ta, à, mày thó mạ con người ta. À, rồi thêm nữa đó là tại sao mày lại đánh phá cái công việc làm ăn của người ta? Có nhiều cái để mà lên đó giải thích lắm. À, tao nói cho mày nghe nè, mày có muốn binh á, thì mày làm sao? Mày bỏ tiền ra mày thuê luật sư giúp tụi nó đi, được không? Hả? À, tao thấy á, trong đây á, mày có ghi á, là cái con hai néo nè, rồi à, cái thằng lùng sờ lờ nè, đó, rồi cái thằng mặt ngu Bình Dương nè, đó, rồi thêm cái thằng khỉ già nữa hả? Sao thấy nhiều đứa vậy? Đó, bây giờ á, mày về nhà mày bán đất, bán đai của cha, mẹ, của ông, bà mày để lại cho mày á, mày bán hết đi, rồi mày đem hết số tiền đó đó, mày thuê luật sư cho mấy đứa nó. Tại vì mày thương tụi nó lắm, mày đội tụi nó trên đầu mà, đúng không? Tại vì tụi nó trên đầu mày, cho nên là mày thương. Mày bán hết đất đai ông bà cha mẹ của mày để lại cho mày á, mày thuê luật sư cho nó đi, được không? Mày binh vực nó quá ha. Mày mở cái mồm ra mày nói được cái câu gì? Ma Cô có tội thì bị bắt, chứ ai hại nó? Tao hỏi mày nè, nếu mà chị đi bị bắt á, thì tại sao không bắt trước hoặc là không bắt sau, mà bắt ngay cái thời điểm có cái bọn YouTuber dơ của thằng Lùng với lại của cái con xăm trổ nó ngồi nó kích ở ngay sân bay đó để nó chụp hình, nó quay phim vậy? Hả? Tại sao vậy? Mày trả lời cho mọi người nghe coi. Bây giờ tao hỏi mày nè, nếu như mà chị Ni làm gì có tội á, thì pháp luật, công an nó tự mò tìm, nó tự truy vết, nó tự bắt, chứ mắc cái gì tụi bay phải nhúng tay vô, đúng chưa? Tụi bay nhúng tay vô, tụi bay đi kiện, đi thương người ta, tụi bay báo công an, rồi tụi bay còn cho YouTuber ngồi canh hàng ngày, hàng giờ ở đó. Mà mày nói cái câu là có tội mới bị bắt, chứ ai hại nó? Mày mở cái mồm ra mày nói được cái câu đó đó, thì mày cũng phải biết động cái não lên con. Hả? Tao nói mày nghe nè, nếu mà chị Ni không có bị hại, thì chị Ni cũng không có bị bắt, phải không? Mà nếu mà đã bị bắt mà có tội rồi đó, thì làm gì có cái chuyện mà nó thả mày ra, phải không? Cho nên là tụi mày á, mở cái mồm ra tụi mày nói cái câu người ta có tội mới bị bắt là tụi mày đang vu khống rồi. Mà cái tội vu khống của tụi mày á, theo đúng ra đó, mày cũng phải có tên trong cái danh sách mà giống như là 11 của YouTube kia đó, hiểu không? Tại vì chẳng qua đó, mày sử dụng Facebook rồi người ta chưa có nắm tới cái đầu mày thôi, chứ bữa nào cũng tới cái đầu của mày thôi, hiểu không con? Mày nói rằng là nó không có tội rồi người ta hại được không? Được chứ, đó mới hại rồi đó. Không có tội mới hại bị hại nè, mà hại người ta chỉ giam giữ có 14 ngày người ta thả ra đó, mày hiểu không? Có nghĩa là nó muốn hại lắm,
Nó muốn cho người ta đi tò lắm, nhưng mà có cái hại không được, cho nên là mới có 14 ngày là ta ra về đó. Mày không thấy sao? Bộ mày đuôi hay gì? Mày mở cái mòm ra mày nói người ta xàm, người ta lùa bò ha. Kiện người ta sao mà có ngày mà đi tò? Người kiện á, tùy người mới đi tò, hiểu không? Giống như mẹ con của con ve đó, có thể đi kiện người ta xong rồi đi tò luôn cũng có. Nhưng mà đối với chị Ni, nếu mà chị Ni có đi đó, thì đi cái thời điểm mà tụi bay đã hại chị á, đó là cái thời điểm đó là có đi đi luôn rồi. Chứ mắc cái gì tôi nói về bây giờ, tự nhiên người ta đã đối diện với pháp luật rồi, pháp luật cũng đã cho người ta về rồi, thì làm gì có cái chuyện mà kiện rồi bất công đi tò nữa hả? Mày có ngu mày ngu cũng ít ít thôi nghe không con. Rồi thêm một cái con bò nữa, cái con bò này nó ngu nữa, em Hào, em Hao, em Hảo gì nè đó. Mày nói rằng á là vậy thì nó phải chứng minh nó không ăn cướp như TB đã từng nói. TB đã từng nói là gì không biết, mà nó biết cái chữ TB là gì, nhưng mà đại khái á, tụi mày á có ngon tụi mày viết thẳng cái chữ ra, chứ tụi mày viết chi mà viết tắt viết địa kia người ta khó đọc lắm, hiểu không? Đây nè, tao nói cho mày nghe, nếu mà mày kêu chị Ni á chứng minh á thì chị Ni đã chứng minh rồi, đúng không? Người ta nếu mà không chứng minh được thì mắc cái gì mà công an nó cho mình về, phải không? Phải chứng minh rồi công an mới cho về, thì bao nhiêu đó cũng đủ đập vô cái bản mặt của mày chưa hả, cái con ngu? Người ta nếu mà có tội thì công an nó có cho mày về không hả? Cho nên cái việc á là chị Ni vô tội nó ràng ràng trước mắt rồi. Còn cái chuyện á mày hại con người ta là có bằng chứng à, thằng Lùng nó cũng đã có lòi ra những cái tin nhắn, những cái câu mà nó đã bàn luận với người khác để hại chị Ni đó, thì chị Ni đã nắm bắt rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đến cái ngày á chị Ni nộp cái bằng chứng đó lên cái nữa thì nó đi xa luôn, mày hiểu không?